vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Ông trùm ngoại quốc điều hành 6 công ty tín dụng đen bị bắt. Quý vị và các bạn thân mến, ông trùm Maxim Zhapkov, 41 tuổi, quốc tịch Nga, là người đứng sau điều hành 6 công ty cho vay nặng lãi qua app. Ngày 26 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Maxim Zhapkov, 41 tuổi, quốc tịch Nga, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Nghi phạm này là người đứng sau quản lý, điều hành 6 công ty gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Lộc Thọ, Công ty Bảo Tín Kim Long, Công ty Infobot, Công ty Infinity, Công ty Solution Lab, Công ty trách nhiệm hữu hạn GoFingo đều hoạt động cho vay lãi nặng. Các công ty này đăng ký ngành nghề kinh doanh là dịch vụ cầm đồ, tư vấn quản lý. Theo công an, các công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định. Núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các web senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn với mức lãi suất cắt cổ lên đến 2.555% một năm. Liên quan vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 22 người là giám đốc, trưởng nhóm, nhân viên của 6 công ty nói trên về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, ngày 3 tháng 3, Công an quận Bình Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra hành chính 6 công ty trên. Các công ty này cũng có văn phòng làm việc tại tòa nhà Thủy Lợi 4, số 102 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Tại đây, cảnh sát phát hiện tạm giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan hành vi cho vay tín dụng, vay tiêu dùng trái quy định. Theo công an, hoạt động cho vay của các công ty này được tổ chức xuyên suốt, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng để thực hiện các nhiệm vụ từ quảng cáo, tìm kiếm người vay, tư vấn, hướng dẫn người vay thao tác trên các trang web cho vay trực tuyến, kiểm tra xác minh thông tin người vay, duyệt vay, thu hồi nợ. Điều tra sơ bộ 42 người vay, có 247 giao dịch đã hoàn tất thủ tục về mặt dân sự. Công an xác định nhóm đối tượng cho vay với lãi suất từ 183% một năm đến 2.555% một năm, gấp 10 đến 128 lần so với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính hơn 442 triệu đồng. Gây thất thoát tài sản, công ty nhà Đà Nẵng bị phong tỏa 224 tỷ, khắc phục ra sao? Thưa quý vị, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng 222 tỷ đồng. Công ty này có hướng khắc phục sai phạm ra sao? Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng vừa công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đó có nội dung về việc khắc phục thiệt hại do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa công ty giai đoạn năm 2010. Theo đó, qua phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Đà Nẵng để giải quyết sai phạm trong quá trình cổ phần hóa tại Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng trong giai đoạn năm 2010 được biết, hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại thời điểm trên chưa phù hợp với quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Khoản giá trị tài sản thiệt hại cho ngân sách nhà nước đã được đưa vào phục vụ việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Đà Nẵng của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng có hướng dẫn thực hiện các thủ tục khắc phục thiệt hại. Hội đồng quản trị công ty này thống nhất trình đại hội cổ đông thông qua việc giao hội đồng quản trị cân đối từ các nguồn quỹ đã được trích lập từ năm 2010 đến năm 2018 và một phần lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để thực hiện khắc phục thiệt hại. Giao ban điều hành công ty kiến nghị cơ quan chức năng cho phép gỡ bỏ biện pháp phong tỏa đối với tài khoản trên.